Làm thế nào để giúp con phát triển kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch? Việc đầu tiên, cha mẹ cần giúp con thiết lập mục tiêu. Thiết lập mục tiêu cần phải rõ ràng và cụ thể. Mục tiêu cần phải có thời gian để con hoàn thành và được phân chia thành các giai đoạn nhỏ để con có thể là dễ dàng quản lý. Việc tiếp theo là trẻ cần biết cách lập kế hoạch. Sau khi thiết lập mục tiêu, hãy giúp con lập ra kế hoạch để hoàn thành cái mục tiêu đó và giúp trẻ hiểu được rằng là việc lập kế hoạch là vô cùng quan trọng để giúp con có những hành động cụ thể cho kế hoạch của mình. Việc thứ ba, hãy giúp trẻ biết cách sử dụng lịch để theo dõi những hoạt động và các kế hoạch của mình. Lịch cũng sẽ giúp con biết được rõ thời gian nào cần thiết cho từng cái hoạt động và giúp họ dành thời gian hiệu quả cho những hoạt động đó. Thứ tư là trẻ cần học cách ưu tiên. Hãy giúp con học cách ưu tiên theo mức độ quan trọng của từng công việc. Điều này sẽ giúp con hiểu được rằng là việc làm là việc quan trọng hơn, việc làm là quan trọng và con cần phải làm trước. Và nó giúp con tránh bị áp lực trước những bộn bề công việc trong kế hoạch của mình. Và điều thứ năm là giúp trẻ biết cách điều chỉnh cái kế hoạch của mình. Con cần phải biết cách linh hoạt để điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Kế hoạch ban đầu có thể thay đổi nếu như con thấy rằng cái hoạt động, cái việc làm của mình đảm bảo được rằng là con có thể đạt được mục tiêu một cách sớm hơn, một cách tốt hơn.